Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Việc dùng hình ảnh vô chi không cảm xúc để tạo nên những thước phim, những video vô cùng đẹp mắt và đầy cảm xúc hiện tại khá phổ biến. Nhưng tìm ứng dụng nào để làm được điều đó thì tương đối khó chọn ha. Rồi, video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một ứng dụng có thể ghép hình ảnh thành video một cách đơn giản nhất, hiện đại nhất và rất dễ sử dụng. Hiện tại thì mình đang chia sẻ với các bạn trên điện thoại có hệ điều hành Android. Bây giờ mình sẽ vào cửa hàng Play. Ứng dụng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là Face Fancy. Các bạn có thể vào cửa hàng để tải ứng dụng này về ha. Sau khi đã tải xong rồi, bây giờ mình sẽ vào ứng dụng nha các bạn. Đây là ứng dụng của Face Fancy. Các bạn ấn vào ha. Có chữ ngoại hình nè. Đây là giao diện ban đầu của ứng dụng. Các bạn đợi tí xíu ha. Khi mà nó hiện quảng cáo như thế này, các bạn ấn ở trên cái góc tay phải á, tiếp tục đến ứng dụng nè. Ngoại hình muốn gửi thông báo không? Bạn có thể chọn No hoặc là Yes. Mình chọn No ha. Rồi, đây là giao diện của ứng dụng. Ở đây các bạn có thể ghép hình ảnh hoặc là video. Nhưng riêng cái ngày hôm nay, trong cái video này, mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách ghép vào video ha. Ở đây các bạn thấy chữ video nè. Rồi các bạn ấn vào chữ tất cả nè. Đó, ở đây nó sẽ hiện rất là nhiều mẫu ha. Mình có thể chọn những cái mẫu ở đây. Cái đầu tiên là đặc sắc nè. Tiếp tục dân tộc nè, váy cưới, kumis, đồ bơi, thời trang, Việt Nam tradition, nam giới, quần áo Trung Quốc, sườn xám. Đó là toàn bộ những cái mẫu trên ứng dụng này ha. Mình là nam giới nên mình sẽ chọn là chữ nam giới ha. Rồi, mình sẽ chọn cái video đầu tiên. Rồi, bây giờ ở góc tay trái nó có dấu cộng ha. Các bạn ấn vào đây. Bây giờ các bạn có thể chụp hình ảnh hoặc là lấy hình ảnh có sẵn. Riêng ở đây thì mình lấy cái hình ảnh có sẵn ha. Đây, hình ảnh này của mình. Nhấn vào. Rồi mình chọn cho nó phù hợp nè. Kéo lên cho nó đủ khuôn mặt ha. Rồi mình chọn tích. Rồi, bây giờ ở đây các bạn sẽ nhấn vào chữ xác nhận nè. Tiếp tục các bạn nhấp để quán đổi. Chọn vào đó. Các bạn cần đợi một khoảng thời gian ha. Ở đây là ứng dụng miễn phí nên các bạn phải xem quảng cáo mới được ha. Rồi cái phần quảng cáo này mình sẽ tua nhanh nha các bạn. Rồi quảng cáo xong rồi thì mình sẽ nhấn vào dấu X ở góc tay trái nè. Tiếp tục các bạn đợi một khoảng thời gian nữa ha. Để cái ứng dụng nó hoạt động. Rồi, như vậy đã thay đổi rồi nghe các bạn. Đây là khuôn mặt của mình đã được ghép vào video ha. Tương đối là đẹp mắt. Tiếp tục các bạn nhấn vào chữ lưu nè, để lưu về máy ha. Rồi, video ngày hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.